Chào tất cả các bạn nha. Đó, chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay cây tùng búp đỏ, gọi là tùng đọt đỏ nha anh em. Quay từng cái giai đoạn cho anh em xem luôn. Cái này là lúc nó mới lú đọt nè, lú đọt mới nở ra nên nó cực kỳ đỏ nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi giống cái nhánh bên kia thì nó nở ra một thời gian chuẩn bị lụa nha anh em. Đó. Lúc nó đây là cái nhánh này nó lụa rồi nè. Lúc nó mới lú đọt là lúc đó nó cực kỳ đẹp luôn nha, lúc đó nó đỏ nhất. Đó, càng ngày nó sẽ chuyển màu nhạt dần nha các bạn. Đó, anh em thấy nè, giờ nó chuyển màu rồi nè, này gần lụa rồi nha anh em, chuyển qua màu vàng vàng. Rồi nếu nó già nó sẽ chuyển ra màu xanh đậm bình thường nha. Đó. Giai đoạn đẹp nhất là lúc mới ra đọt nha, tùng là đẹp nhất là lúc mới lú đọt nha các bạn. Đó, đây nó chuyển ngã màu lần lần rồi nè. Đây chuẩn bị lụa nha anh em. Cái đọt này là chuẩn bị lụa. Cái đọt đầu tiên là cái đọt đó là mới lú ra nha. Đó, nó màu đỏ cực kỳ luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, này cũng gần lụa hết rồi nè. Đó, tùy theo giai đoạn và tùy theo thời tiết nên cái màu của nó sẽ thay đổi nha. Đó, các bạn xem nè. Khi mà thiếu nắng nó sẽ không có được đỏ đậm nha. Cây mà đủ nắng thì nó sẽ đọt nó đỏ rất là đẹp, đỏ đậm rất là đẹp luôn. Đó, đây là chuẩn bị già nha bạn, lụa rồi nè, lụa chuẩn bị già luôn. Đó, đây là tùng đọt đỏ hay gọi là tùng búp đỏ ở giống của tụi em nha. Đó, đây là lụa rồi. Đó, nó già nó sẽ xanh đậm giống như mấy cái lá phía dưới. Đó, tùng này có trái luôn nha anh em. Đó, có trái luôn nha. Đó, tùng búp đỏ có trái luôn. Ở đây quay chủ yếu giới thiệu cho anh em về giống tùng búp đỏ nha, cho anh em tham khảo nha.